Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, khối ngoại bán ròng mạnh trong giai đoạn thị trường lao dốc bởi COVID-19 đã làm trầm trọng hơn sự suy giảm của chỉ số VN Index cũng như các cổ phiếu vốn hóa lớn. Từ đầu tháng 5 cho đến nay, khối ngoại vẫn dùng rằng khi động thái mua ròng chưa có sự đồng thuận cao. Điều này sẽ tác động như thế nào đến thị trường? Làm thế nào để thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của dòng vốn ngoại? Tất cả sẽ được đề cập trong chuyên đề chứng khoán cuối tuần với chủ đề Khối ngoại liên tục bán ròng thời COVID-19 tác động thế nào đến thị trường? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong tuần giao dịch đầu tháng 5 sau khi nghỉ lễ, khối ngoại nhìn chung vẫn tiếp tục bán ròng. Trong đó thì trên sàn HODE, nhà đầu tư ngoại bán ròng mỗi phiên khoảng trên 100 tỷ đồng, giảm khoảng 60% so với giá trị bán ròng mỗi phiên trong 3 tháng từ tháng 2 cho đến tháng 4 của năm 2020. Tuy nhiên, tính từ phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 trở lại đây, khối ngoại lại cho thấy sự rung răng đan xen giữa mua ròng và bán ròng. Điều này sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán nói chung và tâm lý của các nhà đầu tư nội nói riêng? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Đơn cử ngày 8 tháng 5, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng trên toàn thị trường khoảng 62 tỷ đồng. Sang phiên giao dịch đầu tuần ngày 11 tháng 5, khối ngoại lại quay ngoắt sang bán ròng trên toàn thị trường gần 400 tỷ đồng. Đến phiên giao dịch ngày 12 tháng 5, khối ngoại lại quay trở lại mua ròng khoảng 69 tỷ đồng, cộng gộp cả ba sàn HOSE, HNX và Upcom. Đúng là cái hoạt động bán ròng liên tục khoảng gần 2 tháng trở lại đây của dòng vốn ngoại thì nó cũng là một cái xuống chung, một xuống rút ròng chung của cái dòng vốn ngoại ở trên toàn cầu và đặc biệt là ở các cái thị trường mới nổi và Frontier và Emerging Market thì Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Thực ra theo trao đổi của chúng tôi đối với các nhà đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại thì hiện nay là họ cũng không có cái sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là giai đoạn này cũng không nhiều. Chủ yếu họ chỉ quan tâm đến những cổ phiếu họ có sẵn ở trong danh mục và cái xu hướng mua mới là chưa có. Cái tỷ lệ mà họ duy trì cái tỷ lệ tiền mặt trong tài khoản của những cái tài khoản đầu tư ở Việt Nam nó vẫn duy trì ở mức tương đối là cao so với bình thường. Tức là xu hướng của họ vẫn ở cái mức đang ở mức chờ đợi thôi. Theo giới phân tích, động thái bán ròng của khối ngoại trong thời gian vừa qua chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động như quỹ Mutual Fund và ETF. Những quỹ này được đánh giá là rất nhạy cảm khi thị trường có biến động. Theo cái thống kê của chúng tôi thì cái dòng vốn ngoại mà rút ròng trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì cái phần lớn là nó đến từ cái dòng vốn từ các cái quỹ Mutual Fund và ETF. Còn các cái quỹ đầu tư chủ động thì cũng có bán ròng nhưng mà nó sẽ không chiếm phần lợi, nó chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn. Thế thì để nói rằng là cái biến động của thị trường chứng khoán thế giới cũng như là cái sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu thì nó khiến cho các cái quỹ đầu tư chủ động ở trên thế giới, ở Việt Nam nói riêng thì nó đều có cái xu hướng là rút cơ cấu lại danh mục và chuyển một phần cái danh mục từ cái tài sản rủi ro sang cái tài sản an toàn. Thì cái việc mà các cái quỹ đầu tư họ cơ cấu và họ bán ròng ở trên thị trường cổ phiếu là điều có thể hiểu được. Theo những con số thống kê trên sàn HOSE, dòng tiền khối ngoại bắt đầu mua vào trong những phiên vừa qua, nhưng đóng góp tỷ trọng cao nhất cũng chỉ khoảng hơn 13% tổng giá trị giao dịch của mỗi phiên. Như vậy, sự lĩnh sướng làm sôi động thị trường chủ yếu là dòng tiền của nhà đầu tư nội, đặc biệt trong đó là dòng tiền từ các nhà đầu tư mới, và dòng tiền này đã hấp thụ tốt lượng hàng mà khối ngoại bán ra. Có thể thấy rằng, dòng tiền nội đã có phần chủ động và ít chịu ảnh hưởng từ hoạt động của khối ngoại. Rõ ràng là trong cái nhịp giảm của thị trường do ảnh hưởng của Covid từ khoảng 900 đến 650 điểm thì khối ngoại cũng bán ròng liên tục và cũng lúc đấy thì trong nước họ cũng bán tháo ra do những ảnh hưởng của các thông tin xấu và nó tạo ra một cái hiệu ứng cộng hưởng. Vì vậy thì sau khi mà thị trường chạm vào cái vùng khoảng 650 điểm hồi phục trở lại thì nhà đầu tư trong nước tỏ ra tự tin hơn trong việc hấp thụ cái lực bán ròng của khối ngoại. Điều đó chứng tỏ cho thấy rằng có thể là nhà đầu tư trong nước có những kỳ vọng tích cực hơn so với những cái view của những cái nhà đầu tư nước ngoài. Do đó thì hiện bây giờ khó có thể nói là bên nào đúng hay bên nào sai ở cái thời điểm hiện tại. Cho nên là thị trường cứ tạm thời là cứ tận hưởng nốt cái nhịp hồi phục như thế này đã. Có thể nói là trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 thì mặc dù là xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài khá rõ ràng, nhưng mà các nhà đầu tư nội thì lại tỏ ra tâm lý khá là tích cực và cũng chưa thấy cái ảnh hưởng quá mạnh đối với các nhà đầu tư trong nước, bởi vì nhiều khi thì nhà đầu tư cái giai đoạn vừa rồi thì còn có cả cái lực cầu đến từ việc các cái công ty mà mua lại khá nhiều là cổ phiếu quỹ và nó giúp cho cái tâm lý, mặc dù là
nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, nhưng mà các lãnh đạo công ty hoặc là các công ty niêm yết đã mua lại khá nhiều cái cổ phiếu của chính mình và nó tạo ra một cái tâm lý khá là tích cực. Thì theo tôi là trong thời điểm trước mắt thì cái việc bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là chưa có ảnh hưởng nhiều, và giai đoạn gần đây thì cái mức này nó cũng đã tương đối là chững lại, cho nên là nó lại càng tạo ra một cái tâm lý tích cực hơn từ phía nhà đầu tư nội. Trong thời gian tới, trường hợp khối ngoại kéo dài mua ròng và giá trị giao dịch lớn sẽ tạo ra sự đồng thuận với dòng tiền nhà đầu tư nội, giúp thúc đẩy thị trường sôi động hơn. Tuy nhiên, sự rung rằng của dòng tiền ngoại đang khó đoán định, qua đó cũng tác động nhất định tới thị trường. Dòng vốn ngoại mua ròng là điều mà rất nhiều bên mong chờ, từ những nhà quản lý thị trường chứng khoán, những nhà đầu tư nội, các công ty chứng khoán. Câu hỏi làm thế nào để thu hút dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là câu hỏi được toàn thị trường quan tâm. Xin mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời qua ghi nhận ngay sau đây của phóng viên VITV. Thời gian vừa qua, sau khi Việt Nam phần nào kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục trở lại, nhà đầu tư trong nước tham gia sôi động, nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt bán ròng. Điều này cho thấy hiệu quả chống dịch đã tác động đến sự hấp dẫn và niềm tin của thị trường. Thực tế thì tôi tin tưởng rằng là cái việc mà Việt Nam chống dịch thành công là một yếu tố quan trọng để có thể thu hút được cái dòng vốn đầu tư nước ngoài trở lại trong thời gian tới. Cái yếu tố thứ hai là cái chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương, trong đó bao gồm có Fed, rồi EU, Nhật Bản, Trung Quốc. Thì cái làn sóng này nó cũng sẽ khiến cho cái dòng vốn đầu tư quốc tế nó mở rộng, và do đó thì nó có thể tìm đến các cái nơi đầu tư tốt và ổn định như Việt Nam là nơi được chống dịch rất là thành công. Đây là những yếu tố thuận lợi. Còn cái yếu tố mà nội tại của chúng ta thì chúng ta phải tăng trưởng, phải hồi phục tăng trưởng như thế nào sau dịch, chúng ta phải có cái biện pháp như nào để kích thích đầu tư công để có thể đẩy mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trở lại. Thì đấy là những yếu tố mang tính quyết định sẽ có thể thu hút được dòng vốn ngoại vào Việt Nam hay không. Việc nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi cũng là một nhân tố quan trọng giúp hấp dẫn dòng tiền ngoại. Bản chất của thị trường Việt Nam cũng là một cái thị trường khá là hấp dẫn trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là với một cái triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán trong khoảng 2-3 năm tới. Khi mà các cổ phiếu mà bị bán mạnh và tạo ra một cái nền tảng định giá thấp, thì khi mà cái sự ổn định nó quay trở nó được tái thiết, thì có thể là cái dòng vốn ngoại đã bán ra cũng sẽ xem xét quay trở lại thị trường. Bên cạnh đó thì ngay cả trong cái thời kỳ dịch bệnh thì chúng ta cũng tỏ ra là một cái quốc gia có cái khả năng kiểm soát cái diễn biến dịch bệnh rất là tốt và tạo ra được cái niềm tin cho các nhà đầu tư, và đặc biệt là một số những cái doanh nghiệp có đường FDI chẳng hạn, thì họ có thể sẽ có xu hướng là dịch chuyển bớt một số những cái nhà máy, một số công đoạn ở thị trường Trung Quốc chẳng hạn, và chuyển sang những cái nước mà có cái mức độ ổn định cao hơn như Việt Nam. Thì đấy cũng là những cái cơ hội cho một số những cái nhóm ngành, như ví dụ như là những ngành như là bất động sản, khu công nghiệp chẳng hạn. Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư cao đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn. Do đó, trong thời gian tới, nếu các thương vụ IPO, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước diễn ra, sẽ kích thích nhu cầu đầu tư của khối này. Hiện nay thì chưa có một cái diễn biến từ năm 2019 đến năm 2020 là hầu như không có một cái đợt IPO hoặc là thoái vốn nào lớn. Và chính phủ thì nên có cái biện pháp đẩy mạnh các hoạt động này thì nó mới thu hút được các cái dòng vốn lớn từ nước ngoài. Bởi vì thường là muốn đầu tư được với khối lượng lớn thì phải thông qua là IPO hoặc là thoái vốn nhà nước thì mới thu hút được cái, tạo được cái động lực cho nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại quan tâm đến nhà thị trường Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam với định giá P/E khoảng 14-15 lần là mức định giá phù hợp đối với một thị trường được đánh giá có nhiều tiềm năng như Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn diễn biến phức tạp do COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một điểm sáng thu hút dòng tiền. Mới đây thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán về hoạt động đầu tư của khối nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như bàn về một số giải pháp để Việt Nam có thể trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Lần đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên đó là ông có đánh giá như thế nào về hoạt động của dòng vốn ngoại trong thời gian vừa qua? Ảnh hưởng của dịch COVID là một cái ảnh hưởng rất lớn của toàn cầu, và cái mình có thể nói là thế giới thiệt hại rất lớn, và trong đó thị trường chứng khoán không phải chỉ riêng Việt Nam, cả thế giới đều có một sự sụt giảm nghiêm trọng. Số nước là gần như người ta phải ngừng giao dịch, nhưng đối với Việt Nam của chúng ta vẫn có một cái duy trì được, cho nên cái việc các nhà đầu tư nước ngoài
trong cái thời điểm đó người ta rút, người ta bán tháo, đó là một cái điều tất yếu mà mình không thể ngăn nổi. Và có thể nói là ở nước nào thì cũng vậy. Và khi mà nó nghe thông tin người ta đã có những cái chức năng rồi thì đây là một cái ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường chứng khoán của thế giới cũng như là Việt Nam. Thưa ông, trong tuần qua thì khối ngoại đã quay trở lại mua dòng một phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này liệu có phản ánh cái sự hấp dẫn trở lại của thị trường chứng khoán Việt Nam hay không ạ? Thời gian gần đây thì trước hết thế này, thế giới người ta đánh giá rất cao về cái chống virus của Việt Nam. Và có thể nói là họ cũng tìm hiểu để học tập. Và Việt Nam là tương ổn định so với thế giới. Cho nên các nhà đầu tư nước ngoài người ta thấy rằng là tình hình ổn định của Việt Nam, người ta quay trở lại. Thì họ đầu tư tương đối lớn và có thể nói là trong những cái tuần gần đây thì tình hình là đầu tư nước ngoài người ta mua ròng nhiều hơn là bán. Đấy là một cái tín hiệu cũng đáng mừng cho Việt Nam mình. Trong đó có thể nói là chính phủ của Việt Nam là quyết liệt trong việc thúc đẩy thị trường và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chính phủ vừa rồi là tổ chức họp với các cái doanh nghiệp để trên cơ sở đó khơi dậy cái sản xuất kinh doanh, đồng thời có nhiều cái động thái và hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp. Bản thân ngân hàng cũng giảm lãi suất và đầu tư lớn, rồi thì ngành tài chính là cũng có nhiều cái động thái để mà giảm như giảm thuế. Và gần đây thì Bộ Tài chính đang nới cái việc là các cái nhà đầu tư nước ngoài có thể là được phép mở rộng cái diện đầu tư vào Việt Nam lớn hơn. Cho nên từ những cái động thái của chính phủ và những cái quyết liệt của chính phủ đã thúc đẩy cho cái thị trường và cũng như là thúc đẩy các cái nhà đầu tư nước ngoài, người ta nhìn nhận thấy cái ổn định của Việt Nam, người ta quay trở lại. Và tôi cho đây cũng sẽ là điểm đến để các nhà đầu tư vào Việt Nam là ổn định tương đối lâu dài hơn, và người ta thấy rằng là niềm tin và vững chắc hơn so với các cái nước khác. Trong thời gian tới, để hấp dẫn dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào ạ? Bây giờ thì chính phủ đang thúc đẩy, có thể nói là thời gian vừa qua này, Việt Nam của chúng ta là cái cổ phần hóa có chức lại và cái lên sàn đó là cũng có bị ảnh hưởng. Nhưng đến một cái thời điểm nhất định nào đấy thì cái việc thúc đẩy cái việc cổ phần hóa là vấn đề then chốt của nền kinh tế, và đây có những nền tảng để mà tập trung huy động một cái nguồn lực và nguồn vốn. Và cũng nhìn vào những vấn đề đó thì không những nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư quốc tế, người ta sẽ nhìn vào Việt Nam để trên cơ sở đó đầu tư một cách nó mạnh mẽ hơn. Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là một trong những cái mục tiêu để có thể là hấp dẫn dòng vốn ngoại. Vậy thì trong thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam cần có những cái thay đổi và chuyển biến như thế nào để có thể là hoàn thành được cái mục tiêu nâng hạng này ạ? Việc đầu tiên của chúng ta là phải chất lượng về hàng hóa. Thứ hai là phải đẩy mạnh cái hoạt động của công nghệ. Cái công nghệ của chúng ta là chúng ta cần phải được thúc đẩy phát triển một cách nó mạnh mẽ hơn. Vấn đề thứ ba là vấn đề quan trọng là điều hành và quản trị kinh doanh, để trên cơ sở đó nâng cái tầm của các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư, cũng như là để người ta nhìn vào cái hoạt động của Việt Nam một cách nó vững chãi hơn. Và chính phủ thì đã quan tâm, nhưng các cái ngành cần phải có một cái sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa tài chính và ngân hàng, đặc biệt là riêng ngân hàng cũng nên nới rộng vào cái việc cho vay đối với các cái ngành chứng khoán, cũng như là đối với cái thế giới. Bây giờ người ta đã lãi suất là không trở về bằng không, thì ngân hàng trung ương cũng nên nghiên cứu để trên cơ sở đó hỗ trợ ủng hộ thúc đẩy cái sáu cái dịch mà chúng ta thấy cần phải được phát triển một cách nó mạnh mẽ hơn. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VTV.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn, liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.